Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Những Mảnh Đời Luân Lạc của tác giả Trần Đại Nhật. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe lời tựa. Truyện ngắn Những Mảnh Đời Luân Lạc của Trần Đại Nhật là sự khai phá mảng đề tài con lai Hàn Quốc ở Việt Nam sau chiến tranh. Mảng đề tài này từ trước đến nay hình như chưa có một ai đụng đến vì nó thuộc vấn đề nhạy cảm của xã hội, hậu quả của chiến tranh. Sau chiến tranh Việt Nam, những hậu quả của nó để lại vô cùng đau thương và tàn khốc. Những mất mát, đổ vỡ, chia ly còn ghi đậm dấu ấn trong tâm khảm của nhiều thân phận con người, của những bên đã từng tham gia cuộc chiến, nhưng đặc biệt là của những bà mẹ, những người con lai Hàn Quốc mà cho đến nay số phận của họ không được ai ngó ngàng đến. Họ gần như bị cả hai bên tham chiến bỏ rơi trong xã hội. Trong hầu hết các truyện ngắn của mình, Trần Đại Nhật đã đi sâu vào đời sống khốn khổ của những bà mẹ đã từng là nạn nhân của những vụ hiếp dâm do lính Nam Triều Tiên đi hành quân gây ra. Những người con lai và con cháu của họ tiếp tục là nạn nhân của những kẻ có tiền, núp bóng dưới nhiều danh nghĩa khác nhau để lừa gạt tình cảm và thân xác của họ. Cuộc sống của những người con lai Hàn Quốc và gia đình họ đã được Trần Đại Nhật thâm nhập, hóa thân và thể hiện dưới nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau. Nhưng hầu như trong mỗi truyện đều toát ra cái nhìn nhân bản của tác giả. Trần Đại Nhật có khi thương yêu, có khi cực đoan phê phán những tiêu cực trong xã hội mà anh đang sống. Nhưng bao giờ tác giả cũng đứng về phía những người nghèo khổ để nói lên thân phận bần cùng, bị chà đạp, nói lên tiếng lòng và những ước mơ của những người con lai Hàn Quốc được bảo lãnh về cố hương để xây dựng lại quê hương với đúng nghĩa con người. Nhà văn như Albert Camus nói là kẻ đứng về phía những con người bị trị chứ không phải những kẻ thống trị. Tôi nghĩ Trần Đại Nhật, một ngòi bút dám đấu tranh bên vực cho thân phận của những người con lai Hàn Quốc bị bỏ rơi sau chiến tranh Việt Nam, đang sống tận đáy xã hội, là một tác giả đã thể hiện đúng chức năng của một nhà văn trong bối cảnh xã hội đang đổi mới hiện nay. Đây là một thái độ can đảm, tuy sẽ đương đầu với nhiều thử thách. Hồ Ngạc Ngữ, ngày 1 tháng 7 năm 2007. Đọc Những Mảnh Đời Luân Lạc. Ai luân lạc? Trần Đại Nhật luân lạc. Anh đã luân lạc trong truyện ngắn của anh. Không những anh luân lạc mà hiện nay xã hội cũng luân lạc, mọi tầng lớp đều luân lạc. Những mảnh đời luân lạc không của riêng ai, Trần Đại Nhật đã cho ta thấy một hiện trạng rõ rệt, một tác phẩm từ đầu đến cuối là một bức tranh đủ màu sắc bi thương từng chi tiết một. Người mất cảm thị cũng nghe được tiếng lòng của mình. Trần Đại Nhật khá thành công trong thể loại truyện ngắn. Văn anh mang phong cách riêng dùng để biểu cảm mà nhận xét diễn đạt, để người xem phải rây rứt trầm ngâm về thân phận, những mảnh đời luân lạc. Thật khó nói, khi tôi cầm bút viết cho tác phẩm Những Mảnh Đời Luân Lạc của Trần Đại Nhật, thì té ra tôi đã luân lạc từ lâu rồi, điều ấy nói lên sự tinh tế của Trần Đại Nhật. Tôi chưa hề chán luân lạc, bởi có luân lạc mới hiểu luân lạc xã hội thương đau, luân lạc hiện hình tất yếu. Trần Đại Nhật cho chúng ta nhìn những luân lạc hiện đại của thế kỷ không ẩm ờ, xúc nghiệt, dã man bày ra nhan nhãn giữa một thời đại văn minh rùi bu, một giai đoạn thời đại văn minh bằng khẩu hiệu đầy ngõ, đầy đường, từ ngóc ngách hẻm sâu, kéo dài ra từng khoảng trống mênh mông. Nói sao cho hết, chỉ phải đọc và đọc những mảnh đời luân lạc để hiểu thêm luân lạc, có luân lạc mới biết đời luân lạc. Cảm ơn nhà văn Trần Đại Nhật đã dày công ghi lại những gì mà thời thế tạo nên luân lạc. Phạm Cung. Phần 1. Bối cảnh. Tôi là một người con lai mang hai dòng máu Hàn Việt. Năm nay tôi đã 38 tuổi, có vợ và hai đứa con trai. Tôi đang làm cho một công ty du lịch, vừa phiên dịch, vừa hướng dẫn cho những phái đoàn Hàn Quốc sang thăm Việt Nam.
mức lương tạm đủ sống. Vợ tôi là một phụ nữ miền Trung, giỏi giang, hiền thục và tiết kiệm, lúc nào cũng thương yêu chồng con. Tôi đang sống ở một thành phố lớn miền Nam Việt Nam. Đời sống của tôi so với hàng ngàn đứa con rơi Hàn Quốc đang ở tại Việt Nam sau năm 1975 cũng tạm gọi là đủ sống, không đến nỗi nào. Tôi được may mắn có cơ hội đi nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, chứng kiến bao mảnh đời luân lạc đang trầm luân trong khổ não của những con người con lai Hàn, không những của chính họ mà còn của con, cháu họ. Như thể sự đói rách, khổ đau, dốt nát là gia tài của người con lai Hàn, được truyền lại từ đời con sang đời cháu. Đa số không có giấy tờ tùy thân, không nghề nghiệp, không nhà cửa, bị ruồng bỏ và bị ghẻ lạnh. Họ đang sống một cuộc sống vô cùng khốn khổ dưới đáy xã hội, làm nhiều nghề lao động tay chân như quét rác, hốt phân, dọn phòng, phụ hồ. Họ mong được tồn tại dù lây lất qua ngày, với hy vọng mong manh là biết đâu một ngày nào đó họ sẽ được bảo lãnh sang Hàn Quốc như những người con lai của Pháp, Mỹ, Nhật, Úc, Tân Tây Lan sau chiến tranh Việt Nam đã được bảo lãnh từ lâu. Trong cuộc tiếp xúc của tôi với nhiều người Hàn Quốc sang Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau, tôi cũng có nhiều lần đưa ý kiến về vấn đề con lai Hàn Quốc còn ở tại Việt Nam để hỏi nhiều vị khách, nhưng đa số đều lắc đầu. Vì nhiều lý do khác nhau, một số ít nói đó là công việc của chính phủ Hàn Quốc. Chúng tôi không biết, số nhỏ nhoi còn lại có quan tâm đến nhưng lực bất tòng tâm. Hình như mọi người đều muốn quên đi quá khứ, quên hết những kỷ niệm đau buồn mà những người lính Đại Hàn đã tham dự vào cuộc chiến tại Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973 để lại. Đã nhiều đêm tôi không ngủ, bao hình ảnh khốn khó, bao cuộc sống đọa đày của những người con lai Hàn Quốc, của những bà mẹ già với ánh mắt mờ nhòe, tuyệt vọng đã ám ảnh tâm trí tôi. Tôi không thể không ghi lại những mảnh đời luân lạc này như những nỗi buồn cần chia sẻ, như một tiếng lòng chung của những thân phận đã từng bị xã hội gọi là con hoang. Chúng tôi chỉ là nạn nhân của chiến tranh, chúng tôi không có tội, chúng tôi là một con người, không phải là phế liệu của chiến tranh mà người ta sẽ vứt đi sau khi đã dùng. Như hầu hết mọi con người đang sống trên mặt đất, chúng tôi cần có quê hương, tình yêu thương, công việc và một người cha dẫu đã muộn màng. Nhiều đêm giật mình trở giấc, nằm bên cạnh hai đứa con trai còn nhỏ, thấy tôi vẫn còn thức ngồi dưới ánh đèn lẻ loi, vợ tôi thường cằn nhằn: anh không đi ngủ đi, hơi đâu mà suy nghĩ việc bao đồng. Một mình anh có thể làm được gì khi nhiều người đã cố tình quên? Tôi ậm ừ trả lời để vợ có thể yên tâm ngủ tiếp, nhưng tự thâm tâm tôi muốn la lớn trong đêm trường tĩnh mịch: chúng tôi là con người, không phải là những đứa con hoang. Có thể tiếng nói của tôi lại rơi vào im lặng, cũng có thể tạo thành những tiếng vang trước lúc bầu trời rạng sáng. Trần Đại Nhật. Bây giờ xin mời quý vị lắng nghe truyện thứ nhất, Người đàn bà trên bến cảng. Bình Khê trong những ngày ấy là vùng đồn trú của những đơn vị thuộc sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn. Đó là vùng đồi núi chập trùng, xen lẫn vào đó là những trại chuyển quân của Trung đoàn 26 bộ binh, lữ đoàn thiết giáp, nơi sẽ nhận những tân binh mặc còn non choẹt, được huấn luyện vội vàng, gửi bổ sung cho những tiểu đoàn đang trấn đóng ở cao nguyên Pleiku, Kon Tum. Trong những ngày ấy, chiến tranh tại miền Nam Việt Nam đang hồi ác liệt, cái chết, thương tật, tai nạn bom mìn diễn ra thường ngày. Người ta có thể mới đó còn cười nói, ăn uống, giận hờn, bỗng trở thành một đống thịt bầy nhầy vì bị pháo kích. Tất cả chỉ biết mình đang sống trong từng giây phút này đây mà không rõ ngày mai mình sẽ ra sao. Không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi người. Ly là một sinh viên, thi rớt, anh chán nản bỏ học, bị động viên vào quân đội. Người yêu của anh bỏ đi lấy chồng khi anh còn ở trong quân trường. Sau khi được huấn luyện, anh được bổ sung vào sư đoàn Mãnh Hổ sang tham chiến tại Việt Nam.
đơn vị của Ly đến đồn trú tại An Sơn, một địa danh của tỉnh Bình Định. Đã hơn một tháng nay, ban ngày nghỉ, ban đêm, Ly theo tiểu đội đi phục kích, ngăn chặn và tiêu diệt những toán quân du kích từ trên núi lẹn xuống xóm làng. Là một người lính, Ly làm theo mệnh lệnh của cấp chỉ huy như một cái máy, những khi tác chiến. Nhưng là một con người có tâm hồn, nhiều lúc Ly suy nghĩ mình đang chiến đấu vì điều gì đây? Không phải là lý tưởng, không phải vì tổ quốc của mình, tại sao mình lại dấn thân đến vùng chết chóc này? Ly đâm ra chán nản vì không tìm thấy câu trả lời ổn thỏa. Anh thường lẻn ra ngoài khỏi danh trại, ngồi trong những quán nước hàng giờ mỗi khi rảnh rỗi. Cuối cùng, Ly quen thân với một cô chủ quán có gương mặt đẹp và đôi mắt quyến rũ, trở thành khách hàng quen thuộc của cô chủ quán ấy. Cô chủ quán tên là Lan, ở vào độ tuổi trên dưới 25, là một cô gái quê sống ở vùng Xôi Đậu, một vùng mà người ta thường nói ban ngày quốc gia, ban đêm cộng sản. Lan trôi dạt đến vùng An Sơn mở quán bán giải khát, kiếm tiền giúp đỡ gia đình, cha mẹ đang còn ở dưới quê. Nhờ có nhan sắc hấp dẫn, thân hình gợi cảm, nụ cười vui vẻ nên cái quán của Lan rất đông khách. Phụ bán với Lan có hai cô gái trẻ, đâu khoảng 17-18. Khách hàng đủ loại lính, nhưng nhờ tài ứng xử khéo léo, tế nhị và có duyên buôn bán, nên cái quán của Lan ít khi xảy ra những vụ ẩu đả, bắn nhau vì ganh tị như những quán khác. Ngoài tài buôn bán ra, Lan còn biết lõm bõm một ít tiếng Anh, một ít tiếng Hàn, nên có thể trao đổi với những người lính ngoại quốc những điều cần thiết. Những lúc hiếm hoi vắng khách, khi chỉ có hai người ngồi với nhau, Ly thường dạy thêm tiếng Hàn cho Lan vì anh cũng học được một ít tiếng Việt, ví dụ những câu tiếng Hàn thuộc về tình cảm lứa đôi. Anh yêu em cũng yêu anh, anh nhớ em lắm, em cũng nhớ anh lắm, em yêu anh hết lòng, anh muốn cưới em làm vợ, nếu ngày mai xa nhau, em có buồn không? Em sẽ rất buồn khi xa anh. Những câu tiếng Hàn như thế được Lan lặp đi lặp lại bằng đôi môi trái tim tươi mọng, bằng giọng điệu nhỏ nhẹ trìu mến, nên Ly cảm thấy lòng anh ngây ngất, yếu mềm. Anh thường tặng cho Lan những món tiền bằng giấy bạc đô la mỗi khi có thể. Ly còn nhớ hôm đó anh được hưởng 2 ngày phép, vì đơn vị của anh vừa thắng lớn trong một trận càn, số thương vong của địch khá nhiều, nhưng sao toàn chỉ là đàn bà và con nít. Nhưng thôi, chiến tranh là chiến tranh, người ta có thể nhân danh mọi thứ để bắn giết lẫn nhau, không thương xót. Hãy cố quên đi và hãy nhớ mình đang còn sống. Ly rủ Lan về thành phố Quy Nhơn, đi chơi với anh trong 2 ngày phép. Lúc đầu Lan còn e dè, nhưng thấy vẻ chân tình tha thiết của Ly nên cô đồng ý. Lan gửi quán cho người chị họ, dặn dò hai cô gái giúp việc, cẩn thận khi tiếp xúc với khách hàng là lính tráng. Họ hẹn nhau ở ngã ba Diêu Trì để đón xe lam về Quy Nhơn. Ly mặc thường phục, áo sơ mi caro, quần tây đen, đầu húi cua, da cháy nắng, thân hình anh lực lưỡng như một võ sĩ thái cực đạo. Anh cảm thấy sức sống mình hừng hực khi đi bên cạnh một cô gái trẻ đẹp đang mặc váy ngắn, áo thun màu hồng phấn, để lộ thân hình tuyệt mỹ với khuôn ngực nhô cao và cặp giò trắng muốt. Thành phố Quy Nhơn lúc ấy đầy những quán bar, nó giống như cái bao cao su khổng lồ để những người lính chán trường sau những cuộc hành quân về đó xả xui. Đầy rẫy những cô gái trẻ, son phấn lòe loẹt, ăn mặc hở hang, đi cạnh bên những người Mỹ trắng, Mỹ đen, thân hình to lớn. Có cả những người Philippines tóc quăng, thoa dầu, bi răng tinh, láng mượt, mặc áo chim cò như kép hát. Cười giỡn bên những cô điếm đã quá thời son trẻ, tiếng nhạc sập sình từ các quán bar dội ra đinh tai nhức óc. Ly kêu một chiếc xích lô ngồi cùng Lan, cùng về phía biển. Người đàn ông cố sức đạp trên những con đường trải nhựa đầy ổ gà với cặp giò quắt queo đen đúa. Ly cảm thấy mình đang rất muốn làm tình với cơ thể đầy sức sống của cô gái này, hình như cả cô gái cũng vậy, tất cả như lửa đang bốc cháy lên hừng hực.
Đến biển, cả hai xuống xích lô, Ly trả tiền hậu hỷ cho người đàn ông. Ông ta nhăn hàm răng vàng khè, cười cảm ơn hai người. Ly chợt nhớ tới một người đàn ông chết cháy trong trận càn, cũng nhăn hàm răng vàng khè như thế. Anh lắc đầu, cố xua tan hình ảnh khủng khiếp đó. Ly thuê một căn phòng sang trọng trong một khách sạn dành cho người ngoại quốc, có cả cảnh sát gác bên ngoài với sự kiểm soát giấy tờ rất nghiêm ngặt. Ly nói Lan là vợ sắp cưới của anh. Cô cười cười gật đầu. Cả hai bị khám xét túi đựng quần áo mang theo trước khi vào khách sạn. Người cảnh sát mặc sắc phục màu trắng xin lỗi khách sau khi kiểm tra. Vào tới phòng, Ly ôm chặt lấy thân hình bốc lửa của Lan và đặt lên đôi môi tươi mộng của cô những nụ hôn nồng cháy. Họ ôm nhau quấn quýt, cùng ngã nhào lên chiếc giường nệm êm ái. Lan ôm anh thấm đẫm mùi đàn ông và hơi lửa từ cơ thể của Ly truyền sang. Cảnh vật trong căn phòng mờ dần đi, Lan có cảm giác mình đang bơi trên mặt biển rộng mênh mông. Những đợt sóng ban đầu êm ả rồi lớn dần, dâng trào lên, tan loãng vào khoảng mênh mông vô tận khi cả hai hòa nhập thành một. Lan rên lên tiếng khe khẽ sung sướng, Ly nở một nụ cười mãn nguyện. Chiến tranh luôn mang tới những bi kịch, và tình yêu cũng chỉ là một giọt sương mong manh trên bầu trời khô hạn của chiến tranh. Người đàn ông Hàn Quốc có một thời trai trẻ tham dự cuộc chiến tranh tại miền Nam Việt Nam với cái tên là Ly. Bây giờ trở thành một vị giáo sư sử học, đang sang Việt Nam để sưu tầm tư liệu, viết về hậu quả của chiến tranh. Ông nhờ tôi phiên dịch với người địa phương, hướng dẫn đi về những vùng mà trước đây ông đã đóng quân. Tất cả những cảnh vật cũ đã thay đổi, dần dần người ta xóa đi những dấu vết của chiến tranh, những bãi bom mìn, những làng mạc bị thiêu rụi, những cuộc tàn sát bằng những vườn ngô khoai xanh mướt, những ngôi nhà nhiều màu sắc, những tượng đài tưởng niệm. Chiến tranh đang lùi dần vào ký ức của những người lớn tuổi, nó được lưu lại trong những phim ảnh, những trang sách, đến kỳ lễ lộc người ta mới mở ra. Ông Ly bàn với tôi đến những địa điểm cần đến, đó là vùng đèo An Khê, nút thắt của cái cửa ngõ từ Pleiku đổ xuống Quy Nhơn, vùng Gò Bồi, nơi xảy ra những trận càn đẫm máu, và cuối cùng là vùng Diêu Trì, An Sơn, Vân Canh, địa bàn quen thuộc của những cuộc hành quân ngày xưa. Ông Ly và tôi tiếp xúc phỏng vấn nhiều người, ông ghi chép, thu băng, chụp hình cẩn thận. Đa số người dân vùng đó vẫn còn e ngại khi tiếp xúc với người Hàn Quốc. Ông Ly cũng thu thập được nhiều kỷ vật, tư liệu chiến tranh do chính quyền địa phương cung cấp. Công việc của ông Ly phát triển tốt, nhưng không hiểu sao ông Ly vẫn buồn mỗi khi đêm về. Lúc chúng tôi ở trọ trong một khách sạn du lịch ở ven biển Quy Nhơn, đêm đó, sau khi ăn tối trong nhà hàng khách sạn, ông Ly mời tôi uống rượu bầu đá Bình Định, một loại rượu đế ngon nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam. Đây là loại rượu đế khá nặng đối với tôi, nên tôi chỉ uống nhấp nháp cho ông vui. Ông nói, uống rượu bầu đá phải nhắm với nem chua chợ huyện, hai món đặc sản ở vùng này. Khề khà bên ly rượu, ông Ly bắt đầu tâm sự về mối tình ngày xưa của ông với một người đàn bà tên Lan. Ông cho tôi biết Lan đã có con, một đứa con gái, nhưng sau đó vì hoàn cảnh chiến tranh, ông phải về nước. Cũng may mắn là ông còn sống, về nước ông vẫn tiếp tục học nên hai người không còn liên lạc với nhau, ông chép miệng thở dài. Không biết Lan bây giờ ở đâu và đứa con gái ấy sống ra sao? Ông Ly nhờ tôi bằng mọi cách phải tìm giúp người đàn bà tên Lan, từ đó sẽ tìm ra được đứa con gái của hai người. Qua những đường dây chằng chịt trong việc đi sưu tầm danh sách con lai Hàn Quốc còn lại ở Việt Nam của tôi, cuối cùng tôi cũng lần ra dấu vết của người đàn bà tên Lan đang ở tại bến cảng X. Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều mùa thu, trời nhiều mây u ám, báo hiệu những cơn mưa sẽ tới, không khí oi bức, nặng mùi nước mắm, cá khô bay trên bến cảng. Trên biển nhấp chôi những con thuyền đánh cá, những bóng người trần trụi lực lượng với màu da đen bong tồi tàn, những người đàn bà rảnh rỗi đang ngồi chơi bài tứ sắc.
Những đứa trẻ mình trần, nước da đen nhẹm, đang bơi lõm bõm dưới biển, lặn ngụp trong những con sóng trắng xóa, bãi cát đầy rác thải, đen đúa tấp vào bờ. Một đứa trẻ đang lắc thuyền thúng tiến vào. Tôi dừng lại xem, chờ cho đứa nhỏ nương con sóng lớn đưa con thuyền thúng lên bãi cát. Tôi hỏi, lắc có dễ không em? Đứa trẻ nhìn tôi một lát mới nói, dễ mà, ông lắc vài lần là quen. Em có biết nhà bà Lan ở đâu không? Thằng bé nhìn tôi chăm chú hơn. Ông hỏi chi vậy? Có chuyện. Thằng bé đột ngột nói, bà Lan là bà ngoại tôi, nhưng giờ này đi rồi, để tôi dẫn ra bến cảng tìm. Vậy còn má em? Bà đi Sài Gòn làm rồi, lâu lâu mới về. Em có đi học không? Không, đâu có giấy tờ gì đâu mà đi học. Bà ngoại em đang làm gì trên bến cảng này? Bà bị điên, bà đi lang thang, buổi tối tôi phải đi tìm bà để dẫn về. Má em đi làm gì ở Sài Gòn? Nghe nói bà đi làm mướn gửi tiền về nuôi bà cháu tôi. Còn ba em? Không biết, tôi không có ba. Má em có phải là con lai Hàn Quốc không? Ôi sao ông biết? Ông có phải là công an đi điều tra không? Không. Khi thằng bé dẫn tôi đến bến cảng, trời bắt đầu mưa, chúng tôi chạy vào núp mưa dưới một hiên nhà, trông ra bến cảng. Người đàn bà có một thời yêu một người lính thuộc sư đoàn mãnh hổ Đại Hàn là Ly, bây giờ đã trở thành một bà già điên khùng, ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù, rũ rượi trong mưa, đang đứng trên cây cầu, bắt lưng chừng ra biển. Người chủ nhà nơi chúng tôi núp mưa nói, bà ta bị người lính Đại Hàn bỏ rơi sau khi đã có thai, nên bị điên vì tình. Tôi nghe mà lòng chua xót nhưng không dám nói gì cả. Đứa trẻ đột ngột rời khỏi chỗ núp, lao vào màn mưa, chạy về phía người đàn bà. Hai bà cháu dẫn nhau đi lầm lũi trong cơn mưa đang trút xuống tầm tã. Khi đi ngang chỗ tôi đứng, tôi nghe người đàn bà ngửa mặt lên trời gọi lớn, Ly ơi, giờ này anh ở đâu? Tiếng gọi của người đàn bà tắt ngấm trong mưa. Phần 2. Đêm bãi gió. Những cây bàn đã bị cắt bỏ để nới rộng thành con đường mới làm. Dự có cảm giác hụt hẫng như khi nghe tin những người thân nào đó vừa ra đi, để lại sau lưng một khoảng trống. Anh yêu cái thành phố vừa non trẻ vừa già cỗi này, như một thành viên sống trong gia đình có nhiều thế hệ vây quanh. Dự đã đi và sống nhiều ở các thành phố biển, mỗi nơi đều mang dấu ấn của tính cách con người địa phương. Biển tạo nên người với những dưỡng chất phong phú, nhiều hương vị. Người tạo cảnh quan cho biển, phả vào biển một cái hồn riêng, nhưng không nơi đâu còn giữ được sự tĩnh lặng như trong thành phố biển này. Buổi trưa, có thể nghe được tiếng chim hót trên vòm cây xanh, tiếng gió biển thở trên con đường đầy bóng lá, những làn hơi mát. Và đâu đó ở cuối một góc vườn, mùi hương ngọc lan vương thoang thoảng. Dự yêu mùi hương ngọc lan từ thời mới lớn, sau khi anh đọc những trang truyện ngắn tuyệt vời viết về loài hoa này. Đó là một tình yêu thuộc về cảm thức. Mãi sau này Dự mới nhận ra văn chương đã giúp tâm hồn anh cảm thấu những nét đẹp còn cư ẩn trong cuộc sống. Dự có một căn nhà rộng trên đồi cát ở gần trung tâm thành phố. Anh vào Nam một mình, ngụ cư nhà những người bạn cùng quê, và dần dần anh đã có một công việc ổn định, sang được một lô đất nhỏ, cất căn nhà rộng theo ý thích của mình. Nhiều người quen cũ mừng cho cuộc sống mới của Dự. Anh thầm nghĩ, chỉ cần một tấm lòng, mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp. Dự làm thư ký cho một công ty nhỏ bán các loại bếp ga thông dụng. Anh cần mẫn và trung thực trong công việc của mình, cố gắng quan hệ tốt với những người chung quanh. Ngoài giờ làm việc, anh thích chạy xe trên con đường ven biển dưới những vòm cây râm mát, hoặc mang theo một chiếc cần câu, chọn một ghềnh đá yên ắng nào đó để vừa câu vừa sắp xếp những dự định cho tương lai của mình. Những con cá câu được, anh bỏ vào một cái giỏ tre ngâm trong nước biển. Anh cột chặt cái giỏ bằng sợi dây dù để sống khỏi đánh dập dềnh.
Đôi khi trên đường trở về nhà, Dự ghé một cái quán quen nào đó, nhờ chị chủ quán làm cho bát canh chua hoặc rán giòn những con cá anh mang từ biển lên. Rồi với một lon bia lạnh, anh ngồi nhâm nhi đến tối. Anh không có thói quen uống rượu với nhiều người, trừ khi công việc bắt buộc, Dự sợ mình lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu. Đêm đêm, Dự có thể trở về để ngồi trước trang giấy trắng, anh đang viết một cuốn tiểu thuyết kể lại cuộc đời nhiều gian truân của thân phận những người con lai Hàn Quốc, thân phận của chính mình. Công việc đòi hỏi sự nhẫn nại và lòng trung thực. Có thể 5 năm, 10 năm, có thể sẽ không bao giờ cuốn tiểu thuyết kết thúc. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, những trang bản thảo dày lên theo thời gian anh sẽ viết. Thời gian sẽ được chồng chất lên cao và lên cao mãi. Chúng sẽ trở thành một gánh nặng trong tâm hồn anh, ôi quyển sách của mỗi đời người, tựa như chồng lịch cũ. Đời sống điều điều, bình thản của Dự, nếu có thể đã là một hạnh phúc cho anh, nhưng thành phố có những ngày nóng nung người, căn nhà rộng, kín gió bỗng trở nên chật hẹp. Nóng như một cái lò bánh mì, người anh vã mồ hôi như tắm mỗi khi ở nhà. Ban đêm Dự phải mang tấm vải nhựa ra trải trên bãi cát để nằm. Sau khi đã cẩn thận khóa chiếc xe gắn máy đặt bên cạnh, những đêm cúp điện bãi biển chật kín người, nhiều gia đình nằm ngồi la liệt hóng gió. Một xã hội lộ thiên thu nhỏ với nhiều tầng lớp khác nhau có vẻ bình thản trong cảnh màn trời chiếu đất. Người ta bàn tán uể oải về thời tiết, hạn hán và lũ lụt xảy ra ở đâu đó, về nạn cháy rừng và động đất, trong tiếng trẻ con khóc và người lớn dỗ dành, trong tiếng rao hàng của những đứa trẻ lang thang đi bán lạc nấu, ốc luộc và đá lạnh. Dự gọi một cô gái trẻ đến mua một bịch lạc nấu. Anh cảm thấy cô đơn giữa đám đông người. Anh hỏi cô gái, bán đắt hàng không em? Cô gái nhìn anh giọng lý nhí, dạ cũng đỡ, sao đêm nào em cũng thấy anh hóng gió có một mình. Dự không trả lời câu hỏi của cô gái, nhưng anh ngạc nhiên vì thấy cô ta quan tâm tới mình. Anh hỏi tiếp, dễ thương như em, sao không kiếm một công việc ổn định mà làm, lại đi bán dạo? Cô gái nhìn anh cười buồn, gia đình em ở ngoài miền Trung nghèo lắm. Em theo tụi bạn mới vào đây chừng hơn tuần lễ. Tụi bạn bày em làm đỡ việc này vì mình đâu có vốn. Em là con lai hàng, cũng không có giấy tờ gì. Vào đây em ở đâu? Giọng cô gái trầm xuống. Tụi em thuê chung một chỗ ở trong hẻm. Ban ngày đi bán dạo, ban đêm về sắp cá mè, đặt lưng xuống là ngủ như chết. Dự cho cô gái một số tiền. Anh như nhìn thấy hình ảnh quá khứ của mình lẫn quẩn quanh đây. Những ngày tha phương cầu thực, cái đói cái no đã trở nên quan trọng hơn mọi cái khác trên đời. Dự nói, tôi không giúp được gì nhiều cho em, chỉ mong em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn tấm lòng tốt của anh. Những đêm sau đó, anh không gặp lại cô gái ấy, có thể cô ta đã trở về quê hay kiếm được việc làm. Anh thầm mong cũng như anh, những gã đàn ông khác không làm xấu đi cuộc đời của các cô gái quê đã trôi dạt về thành phố vì một hoàn cảnh nào đó. Công việc bề bộn với những lô hàng mới về làm Dự bù đầu vào sổ sách. Anh phải ở lại công ty làm thêm cho xong việc mới về. Khi Dự dắt xe ra khỏi công ty thì đêm đã xuống. Thành phố rực rỡ những ngọn đèn. Dự ghé vào một quán ăn quen, ăn uống qua quýt rồi cho xe chạy về hướng biển. Anh cảm thấy cần bơi trên biển một lúc. Ở chỗ bãi tắm an toàn mà anh thỉnh thoảng đến tắm đêm cho cơ thể đỡ mệt mỏi vì phải ngồi lâu. Đêm nay sóng lặng, mặt biển bàng bạc ánh trăng, Dự gửi xe, quần áo, mặc đồ tắm, anh lao xuống nước, anh bơi ra xa một lúc rồi quay vào, bơi dọc ven bờ. Dưới ánh đèn sáng từ bãi cát hắt ra, một cô gái lại gần Dự. Cô ta mặc áo tắm hai mảnh, bơi ngửa trên mặt sóng, thân hình chắc nịch, bộ ngực no tròn. Lúc tới gần, cô gái bơi đứng, đưa tay vuốt mặt, nói với Dự. Anh tắm một mình ban đêm buồn lắm, có cần em tắm chung cho vui không? Em đang tập luyện để dự thi bơi lội trong tỉnh sắp tới.
Gương mặt cô gái trắng trẻo và khá xinh với mái tóc ngắn, dự cảm thấy mình đã gặp cô gái ở đâu đó vì gương mặt trông quen quen. Anh vui vẻ nói, chúng ta bơi thi một vòng nhé. Cô gái sải tay đều đặn, lướt bên Dự như một con rái cá. Thân hình cô gái uyển chuyển dưới ánh trăng như làm mặt biển sôi lên với những bọt sóng trắng. Cả hai bơi chậm rãi vào bờ, cách xa chỗ Dự xuống tắm một quãng. Cô gái chạy lên bãi cát, nằm dài, thở dốc. Cô cười cười khi Dự đến bên ngồi cạnh. Anh bơi cừ thiệt, nhưng em thấy lạnh rồi, làm ơn cho mượn đôi môi của anh một lúc nhé. Cô gái vít đầu anh xuống, vồ vập lên đôi môi đầy mùi nước biển mặn của Dự. Cả hai quấn lấy nhau trên làn sóng biển trắng xóa dội lên bờ. Dự trở về ngôi nhà rộng với cô gái dưới ánh trăng đêm. Anh đã chán ngấy đời sống độc thân và có ý định lập gia đình. Anh yêu thành phố này với niềm vui thích trước sự hào phóng của thiên nhiên và lòng trắc ẩn trước những mảnh đời cùng khổ. Có thể Dự có một gia đình hạnh phúc hoặc bất hạnh, nhưng từ cái đêm gặp cô gái lai hàng trẻ bán lạc dạo trên bãi gió, Dự mới nhận ra không ai có thể sống mãi với nỗi cô đơn của chính mình. Dự có thể vun đắp một cuộc sống đầy đủ về vật chất, nhưng khi thiếu vắng một tình yêu trong lòng, anh không thể nào hoàn thành cuốn tiểu thuyết của cuộc đời anh cho ra hồn. Dự vẫn biết văn chương là một khuynh hướng nghiêng về sự bất hạnh, nhưng với tấm lòng yêu thương, anh vừa tìm thấy cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Trước khi bước vào căn nhà rộng, cô gái nói với Dự, cả đêm 50 đô nghe anh. Phần 1, phần 2, truyện ngắn Những mảnh đời luân lạc xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào!